bóng đâu không? Không. Bóng đâu đấy? Không. Bóng đâu đấy? Quay xuống đây. 1, 2, 3 bóng đâu? Không. Xin vĩnh biệt cụ. Xin chào các bạn quay trở lại kênh Trẻ Grooming. Ngày hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn đi chọn kính. Thực ra thì hôm trước mình định mua kính rồi, nhưng mà mình quên mất là còn một cái hẹn là giúp anh em chọn kính, đúng không? Thì ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn đến cửa hàng này, mình sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu được cách chọn kính của mình như thế nào. Và các bạn hãy yên tâm là không cần yêu cầu các bạn phải xác định khuôn mặt mình gì cả để mà chọn được một cái kính phù hợp ấy, thì đó phải kết hợp giữa lý thuyết và cả thực tế luôn. Các bạn không thể nào ngồi nhà mà chọn được một cái chiếc kính nó hoàn hảo fit với khuôn mặt của các bạn đâu. Đây là điều không thể nhá. Thì các bạn nên đến trực tiếp một cửa hàng thì nó sẽ tốt hơn. Và đặc biệt là cái cửa hàng nào mà càng có nhiều kính ấy thì nó càng tốt. Và còn một điều quan trọng nữa là hãy rủ một người bạn của mình đi chọn kính cùng, và người bạn đấy phải thỏa đủ hai điều kiện sau đây. Thứ nhất, người đó không bị cận, và cái thứ hai là người đấy phải có mắt thẩm mỹ thì mới giúp bạn chọn kính được. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào bên trong này và cùng các bạn tham quan qua một chút nhé. Tiệm kính này ở Hà Nội, ở Láng Hạ, tên là 8989. Để mà chọn được cái kính đẹp ấy, mình nghĩ là các bạn nên bắt đầu từ khung kính trước. Các bạn lấy đầy đủ những cái hình dáng gọng của cái kiểu kính như thế này, và các bạn ướm lên trên mặt, rồi các bạn hãy loại trừ. Nghĩa là cái hình dáng gọng nào không phù hợp với mặt của các bạn thì các bạn hãy bỏ nó đi. Rồi, đeo thử nhá. Đấy là cái cách chọn kính của mình bây giờ này. Đây, đây là cái hình chữ nhật ở trên khuôn mặt của mình. Và tiếp theo thì sẽ là một cái hình gọng tròn. Các bạn thấy không? Mình đeo kính tròn hợp hoàn hảo rồi. Như thế nghĩa là gì? Mình loại bỏ được cái gọng kính hình vuông. Nghĩa là gần như với bất kể một cái gọng tròn nào mình đeo cũng hợp hết rồi các bạn. Về mình thử đánh một cái nữa hình vuông. Đấy, nó không hợp bằng hình tròn. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn có thể mà phá cách được. Các bạn xem này, hình chữ nhật và hình tròn nha. Hình chữ nhật. Thực ra cái khuôn mặt mình cũng là một cái khuôn mặt dễ dãi. Đeo cũng gì, cái gì cũng dễ hợp đúng không? Các bạn chọn được một cái shape, một cái dáng kính mà nó đã phù hợp khuôn mặt mình rồi, thì cái điều tiếp theo các bạn cần quan tâm đấy là chọn chất liệu. Với những cái người đầu tiên mà mua kính, mình khuyên các bạn nên bắt đầu với dạng gọng nhựa trước. Tại vì sao? Nó rất là basic, nó dễ đeo. Các bạn đi học, đi làm, đi chơi, các bạn đều có thể đeo gọng nhựa. Đó. Thì cái dạng gọng nhựa nó rất là hiền, nó rất là dễ đeo. Nhưng mà nếu như mà các bạn muốn chọn một cái gọng kính mà trông nó có cái vẻ thời trang, nó có vẻ mà nó kiểu ăn chơi, thì nên chọn gọng kim loại. Đây, ví dụ như gọng kim loại của mình trông ăn chơi hơn rất là nhiều đúng không? Đấy, thì các bạn có thể linh hoạt chọn gọng, và thậm chí nhá, có cả những cái mẫu kính mà kết hợp giữa cả kim loại và cả nhựa. Đây là cái kính mà hôm trước mình chọn, mình đặt cọc ở đây.
mình đặt cọc ở đây là để ngày hôm nay mình đi quay cho các bạn xem thì các bạn hiểu rõ hơn. Đây, thứ nhất là mình rất thích cái gọng mà có cái nhựa đen như này, nó rất là basic, đeo vào nó rất là kiểu trí thức ấy, mà nó rất là nam tính. Và thứ hai là cái shape của nó là hình tròn, phù hợp với khuôn mặt của mình, kết hợp giữa kim loại và nhựa. Đấy, thì ở cái góc ngang mặt này nó nhìn trông nó khác đúng không? Cái chỗ này nhìn trông nó vẫn ăn chơi nhưng mà quay ra nhìn trông nó vẫn rất là học thức. Ngoài ra thì các bạn nên cân nhắc một chút về cái kích thước kính, nghĩa là cái điểm kết thúc của cái gọng kính này nó nên giao với cái đường gò má. Nó nên giao với cái đường gò má thì nó làm cái kính fit vừa khuôn mặt các bạn, hạn chế cái tình trạng mà mặt to đeo kính quá nhỏ hay là mặt nhỏ mà đeo kính quá to thì trông nó sẽ rất là kỳ. Nên chọn một cái kính mà nó fit với cái đường gò má này này. Đó. Đây là mẫu kính mà nó quá to so với khuôn mặt mình. Và còn một cái điểm mà các bạn nên cân nhắc cuối cùng thôi, đấy là cân nhắc cái việc thương hiệu thiết kế. Tại vì mỗi một cái thương hiệu là nói riêng, còn mỗi một cái đất nước người ta sẽ có một cái chuộng một cái phong cách khác nhau. Mình thử ví dụ nhé, nếu mà các bạn thích một cái phong cách trẻ trung và hiện đại mà lại còn phù hợp với khuôn mặt châu Á, các bạn nên chọn Zen Store Master. Nếu mà các bạn thích cái kiểu chảnh chọe, rất là chảnh và luxury, nhìn trông mình nó sang cả mọi người, thì các bạn có thể chọn Gucci. Các bạn thích một cái kiểu quyến rũ hấp dẫn và tri thức thì các bạn hãy chọn YSL. Và đây ví dụ có thể thấy ở đây thế này, cái gọng mà ngày hôm nay mình lựa chọn thì sao, nó là Iba Yamamoto Yohi Yamamoto. Chân của Nhật Bản thì đấy là cái ý đồ mà mình mua cái kính này. Các bạn thích một cái phong cách cổ điển, các bạn có thể chọn Moscot hoặc là Oliver Pupil hoặc là Tavat. Và nếu như mà các bạn là một cái kiểu doanh nhân, các bạn thích ăn vận một cách chỉnh tề với sơ mi, với vest nơi công sở, các bạn có thể chọn Tom Ford. Đây là một cái mẫu kính mà khi mà các bạn mặc áo sơ mi vào trông nó rất là bạch bao. Khi về già mình sẽ đeo cái kính này nhé các bạn. Già bay đặt. Cái gọng này là gọng Gucci. Dạo này rất là được ưa chuộng tại vì Sơn Tùng đeo. Thực sự là cái gọng này cực kỳ là nịnh mặt luôn. Gần như là mình nghĩ là khuôn mặt nào cũng đeo được. Mà cái phong cách của Gucci là nó hơi chảnh, rất là sang đúng không? Rồi, ở đây mình cũng có thấy một cái gọng nữa rất là giống với cái gọng này, nhưng mà các bạn hãy cùng mình thử đeo lên trông nó ra sao nha. Cái việc mà mình chọn kính ở cửa hàng ấy rất là quan trọng. Lúc này chúng ta mới bắt đầu có thời gian để so sánh. Đúng không? Trông ăn chơi quá nhỉ. Góc kính nữ các bạn ạ. Tiếp tục quiz Enchantis. Giám kỷ BD hả? Người sẽ không sống sót được. Có một cái gọng kính này, có một cái dáng gọng này mình thấy rất là nhiều bạn trẻ thích, nhưng mà thực sự nó là một cái dáng gọng cực kỳ khó nuốt. Đó là Club Master. Oh no. Cái Club Master thông thường mình đeo trông nó rất là dễ bị già. Đây, cái Club Master chuẩn này nó sẽ là ở trên dày ở dưới mảnh.
sao cái dáng gọng Clubmaster này nó khó đeo? Tại vì nếu như mà các bạn chọn không cẩn thận ấy, cái phần rìa rìa trên này nó sẽ che mất cái đường lông mày của các bạn và trông nó sẽ không được đẹp chuẩn. Đây là kiểu che lông mày, cái form hơi bị thon so với mọi người. Hãy chọn shape trước. Các bạn hãy chọn một cái shape mà nó an toàn để các bạn có thể đeo lâu dài trước. Với mình thì nó là hình tròn. Tiếp theo thì các bạn hãy chọn chất liệu. Và thứ ba, các bạn hãy chọn cái thương hiệu. Tại vì mỗi cái thương hiệu nó sẽ có một cái điểm nhấn, có một cái đặc trưng thiết kế riêng. Đấy, và nó sẽ làm tăng thêm một cái phần phong cách, một cái điểm nhấn cho phong cách các bạn. Rồi, chắc chắn là không thể nào mà bỏ sót được kính râm. Kính râm ấy thì các bạn đeo tùy thích luôn. Tại vì nó đen, thế nên là khuôn mặt nào cũng đeo được nha các bạn. Thì các bạn cứ chọn theo sở thích thôi, nhưng mà cái này đàn bà quá.